Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà. Và trong cái góc gọi là chia sẻ và tìm hiểu thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu hai chiếc âm ly và một chiếc loa để người ta mình có thể so sánh. Vâng, thì ai cũng vẫn thường biết là khi đã nói đến dòng loa Froasi thì bao giờ người ta cũng nói đến âm ly nêm. Mà đã mua nêm thì bao giờ người ta cũng hướng tới mua vòng Froasi, vì đây là hai sản phẩm đến từ Vương quốc Anh. Và với hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu cặp Froasi D18 màu Ebony này, tức là một cái màu phiên bản rất là đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và sau đó tìm sự phối kết nào để cho nó phù hợp. Vâng, dòng loa Froasi D18 này thì đến từ Vương quốc Anh này, thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy là đứng trên một cái thùng tương đối cũng không phải là nhỏ lắm, nhưng mà lại rất phù hợp với những căn nhà ấm hoặc là những cái phòng chơi nó ở dạng tương đối, và nhiều người thì chơi không cần nhiều giải trầm lắm thì những dòng này nó đều đáp ứng được. Đầu tiên ta muốn nói đến cái dòng loa chép 2 cm này, đó là dòng đùm lụa. Nhưng mà dòng loa chép này thì nó có một cái rất đặc biệt, tức là nó được ngâm ở trong dung dịch để làm mát, để khi cái âm thanh của nó mà nóng hoặc là cái dao động trong cái bobin ấy, thì là nó sẽ được làm mát nhanh, thì âm thanh nó cực kỳ tuyệt đối chính xác. Nó hỗ trợ cho dòng loa chép đó chính là một loa mid bass và giải trầm của dòng loa. Thì đây là loa được bằng sợi thủy tinh, nhưng mà đã được gia cường thêm để cho nó cứng. Và đấy, các bạn nhìn thêm cái độ dao động này rất là tuyệt vời. Đấy, và được trên này nó trên một chiếc gân cao su của hãng. Và ở trong này thì đây là cái xương căng đúc để nó là phần giữ cho tất cả ổn định nhất của cái mid bass này. Và mid bass này có một cái phần rất là đặc biệt, đó là chính là cái mũi định âm này bằng crystal này. Đó, các bạn nhìn không? Cái mũi định âm này. Thì đây là cũng là một các công nghệ đột phá của dòng của hãng Froasi, để khi đưa người chơi làm mũi định âm này thì bao giờ âm thanh nghe nó cũng có độ chính xác, độ chuẩn cao nhất, ở định dạng chuẩn nhất. Và ở cái dòng mid bass này thì bao giờ cũng được hỗ trợ một cái sự nam châm, tức là một nam châm có crown rất lớn, đó là dòng nam châm Excel của hãng đã đặt và để sử dụng cho những dòng loa cao cấp này. Vâng, và khi chúng tôi nhìn thấy cặp loa này thì tôi nghĩ đây là một hệ thống trang trí, nhưng mà của dưới này thì đây lại là một hệ thống thoát hơi, nhưng người ta đã được làm cách điệu, người ta làm dấu trong dưới chân này, và người ta không thoát hơi trực tiếp xuống sàn mà người ta lại thoát hơi xuống dưới một cái chân đế bằng gỗ như này bởi mặt trên. Người ta vừa tạo được điểm nhấn, thế là đây là một cái điểm rất là điểm cộng của dòng Froasi này. Và để dòng Froasi này thì người ta sẽ dùng cặp loa chơi theo kiểu dạng BY, tức là mình có thể là đánh tách cầu ra để đánh dài trên hoặc đánh dài dưới theo nguyện vọng của mình. Nhưng mà khuyên cáo của hãng là vẫn lên là đánh theo kiểu single end, vì đó là những cái gì tốt nhất người ta đã đưa vào đây. Còn nếu mà mình thích chơi thụ động thì mình sẽ chơi cái đó. Và với công suất danh định của cặp loa này thì có thể chơi được âm ly từ 40W đến 150W. Và trở kháng của cặp loa này thì là 8 ohm, độ nhạy 88 dB, tức là tương đối là dễ đánh. Và hôm nay tôi sẽ thử test cùng với định dạng của âm ly đèn của hãng Primadua Evo 200 với công suất danh định là 45W một kênh, thì chúng ta sẽ có sự trải nghiệm thế nào. Còn sau đó tôi sẽ lại đưa chiếc loa này về đánh đúng định dạng của nó là bánh cao su đan một, tức là nối các kinh điển của dân chơi. Thì mời các bạn qua đây tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn dòng Primadua. Vâng, đầu tiên đến với dòng Primadua này thì trước khi chơi các bạn nên hun nóng trong âm ly này để có một cái sự chuẩn nhất là trong vòng 15 phút để cho ổn định tất cả các tham số về bóng đèn, về các hoạt electron sau này nó chạy. Vâng, thì đây là Primadua này đến từ đất nước Hà Lan, nhưng có trụ sở thì lại nằm ở tại Mỹ. Và năm nay có một sự cải tiến đặc biệt của dòng Primadua này là những cái bo viền này là đã được làm bo bombe hơn, để làm cho cái trong cái âm ly nó có sự thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Và tôi rất thích một cầu lưới như này, đó trông như là mái vòm thiên niên kỷ, trông rất là đẹp. Và bóng Primadua này thì là lại đang dùng là bóng L34 và 4 bóng trên là 12AX7 và 2 bóng đọc van 2AU7. Thì mình chơi thế này thì mình sau này thì các bạn có thể là chơi sâu về vòng bóng đen, có thể là nâng cấp. Còn đây là những cái nét chơi cơ bản nhất của dòng Primadua này. Vòng Primadua này thì là có những cái suộc vào như AUX1, AUX2, AUX3 và AUX4. Thì riêng suộc AUX2 này thì người ta đã hỗ trợ thêm cho các bạn một cái sự tương thích để chơi đường phun nô. Tức là năm nay hãng đã hỗ trợ thêm về dòng này là thêm một đường phono vào, với giá trị đường phono tầm khoảng 300 đô thì tương đương một dòng này, thì là các bạn đã được lợi rồi. Ok, còn đây là điều khiển. Vâng, trên tay tôi là một cái điều khiển dùng trông rất là chắc chắn và nặng.
Và cái này thì các bạn dùng xa cũng rất là tiện, vì đây các bạn chẳng hạn ví dụ nhìn tôi chỉnh cái volume lên này. Đó, rất là nhẹ nhàng. Thế thôi là mình có thể là chơi rất tuyệt vời đấy. Rất là nhẹ nhàng. Và bên dòng Primarua này thì có những nút chỉnh nào chúng ta cùng có thể trải nghiệm. Vâng, đầu tiên ở bên này thì các bạn nhìn đây, nó có chữ LS, là Louis Speaker. Thì ở trên này các bạn gạt lên trên này thì các bạn đang nghe định dạng là ra loa. Khi các bạn gạt xuống đây thì là âm ly sẽ tự coi như là giảm tải xuống để các bạn nghe được headphone. Tức là nếu các bạn muốn nghe đêm mà cắm được headphone vào tai thì lại có một cái định dạng để chơi cho các bạn rất là tuyệt. Đó, đấy là định dạng đầu tiên. Cái thứ hai là khi các bạn đây chơi, các bạn có thể thay được nhiều định dạng bóng. Bóng L34, 6L6, KT88, KT120 là các bạn thay vào đây. Thì khi các bạn thay đây thì các bạn đang để ở nút hai low và các bạn chuyển vào đây thì là nút low 2, tức là nó sẽ giảm gain hoặc tăng gain lên cho các bạn. Hiện tại các bạn đang chơi ở gain này là gain định dạng chuẩn. Còn các bạn khi chỉ cần các bạn thay bóng to hơn, các bạn chỉ cần gạt ngược lại thì là gain nó thay đổi hoàn toàn và các bạn sẽ được tăng lên và không phải chỉnh lại bias. Vì riêng dòng Primarua này rất đặc biệt, đó là bias tự động. Mà đấy là hãng độc quyền của hãng, không phải hãng nào cũng làm được. Và năm nay thì là năm 2019, sản phẩm này là mới nhất, lên hoàn toàn về phần nguồn điện là đã được nâng cấp một cách rõ rệt. Và so với các năm trước thì qua những lần test thử chúng tôi đo bằng máy thì đã thấy là cái sự ổn định, tức là cái tích nền của nó cao lên rất là nhiều so với cả các năm trước. Còn về cái khối hình chung thì nó không thay đổi nhiều, nhưng mà về các cái chất lượng bên trong thì chắc chắn là đã thay đổi rất là rõ rệt. Và qua phản hồi của những người chơi thì người ta cũng phản hồi lại thì thấy tất cả các chất lượng đều rất là tốt, tuyệt vời. Còn sau đây là máy đã đủ vun đúc rồi, bây giờ tôi sẽ test cùng hai bài nhạc trên hai định dạng âm ly. Và định dạng này tôi đã vun nóng máy trong vòng 15 phút rồi thì chúng tôi test ngay. Còn định dạng này sau 10 phút tôi bật ổn định thì bắt đầu chúng ta lại test biết và cùng trên một bài hát và cùng đo trên độ decibel để các bạn cảm nhận được. Mời các bạn. Này thôi đành duyên mình lỡ đôi, dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Đôi mình thôi đừng nhớ mong, 12 bên nước biết bên nào cho. Tuy em đành phải sang ngang, thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oan trách. Còn bây giờ tôi đã hâm nóng đủ thời gian để cho dòng nêm Supernat 1 này để phục vụ cho các bạn nghe tiếp cũng vẫn hai bài hát đó và các bạn có sự so sánh. Xin mời các bạn.
File thì bất cứ là âm ly nào cũng là một âm ly hay. Và hôm nay chúng tôi có một sự so sánh nhẹ giữa một bên là một định dạng chơi ở dạng bóng đèn, còn một bên là dạng bán dẫn. Thì qua một sự so sánh thế này thì các bạn sẽ tự cảm nhận được là mình lên hướng theo hướng chơi nào. Và Thiên Hà Audio chúng tôi là điểm đến của người yêu nhạc, thì chúng tôi sẽ mong rất là nhiều sự đóng góp của các bạn hơn, và để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn nữa trong cái cuộc chia sẻ với các audio file. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.